Phu nhân, Lý Thư Bạch, nói chuyện nghiêm túc đi. Vẫn chưa đổi cách gọi. Thôi mà. Ý nàng là hôm đó Tinh Kỷ và Thực Thẩm không xuất hiện ở Tinh Nguyệt Lâu, cũng không có ở Giang Phủ. Điều này rất bất thường. Ta đang nghĩ, rốt cuộc là họ tự phát hiện tình hình không ổn, hay là có người tiết lộ trước, hoặc là đã sớm theo chủ khác. Một thế lực có thất thế thì vẫn còn dây cánh, chỉ còn tranh chấp quyền lực còn đó thì Tinh Nguyệt Lâu với tư cách là một mũi dao nhọn sẽ luôn có sự hồi sinh. Nhưng mà tiếng kêu gian dội, chém hết bất bình, mục tiêu của chúng ta không đổi. Phu nhân, Đông Ly, Nam Tương, Thiết Tử Phi làm sao vậy? Nam Tương, đi lấy kim đan hộ thể của ta lại đây, mau chóng mời Thái Y. Dân, Đông Ly, rốt cuộc cô cho Thái Tử Phi uống gì? Có lẽ Thế Tử Phi đã trúng độc, nhưng năng lực của lão thần có hạn, chưa từng bắt phải mạch bệnh thế này. E là cần thêm thời gian. Ta cho ông 3 ngày, ông phải cứu được nàng ấy. Dân dân, lão thần nhất định dốc hết sức. Thế Tử, xin hỏi Thế Tử Phi trúng độc thế nào? Thế Tử Phi, đây là đồ bổ mà hầu gia bảo ta chuẩn bị cho người, dùng để bồi bổ cơ thể. Cũng là do hầu gia gấp gáp muốn có cháu. Hầu gia đúng là có tâm quá. Chúng ta không thể phụ tấm lòng của cha ta. Thế Tử, cho ta xem bả thuốc được không? Hồng Ngọc, đi lấy bả thuốc lại đây. Dân. Hồng Ngọc, sao cô đến đây? Ta đến thăm tiểu thư nhà ta. Không được, hôm nay Thế Tử đã dặn, không được ngài ấy cho phép thì không được vào. Cô xem, bọn ta đều bị đuổi ra. Cô cho ta vào trong đi. Tiểu thư nhà ta vẫn luôn do ta hầu hạ. Tiểu thư. Hồng Ngọc, không được, Thế Tử sắp về rồi. Cô còn gây sự sẽ không khách sáo đâu. Hai cô, đừng quấy rầy Thế Tử Phi nghỉ ngơi. Người đâu, mau đến đây. Đính gác trong phủ sắp đến rồi, cô không còn cơ hội đâu. Mau bắt sống. Thế Tử Phi,
không ai được vào. Người đó không phải Hồng Ngọc. Cô ta không phải Hồng Ngọc. Hồng Ngọc sẽ không phản bội ta. Phu nhân, là ai dám hành thích hầu phủ ta? Gan to tày trời! Người đâu, điều tra cho ta rõ. Thưa Bạch, có phải đệ đắc tội ai rồi không? Đại ca không cần lo, ta sẽ điều tra cho rõ, xem thử lại to gan đến vậy dám xông vào Bình Nam hầu phủ ám sát Thế Tử Phi. Thế Tử, không hay rồi. Đại công tử, đại công tử bị hành thích. Ở đâu? Ngoại ô phía tây. Ca ca, ca ca, ca ca, ca ca. Thưa Bạch, ca ca. Lẽ nào mình đồng xương sắt của ngươi đã hỏng rồi? Đệ đệ tốt của ta, là huynh thật sao? Tại sao? Tại sao à? Ngươi hỏi ta tại sao ư? Vậy thì ta nói ngươi biết, rốt cuộc là tại sao? Cha cưới mẹ ngươi, 3 năm không sinh được con. Tổ phụ bận ép cha cưới mẹ ta. Vào năm ta 3 tuổi, mẹ ngươi đã hạ sinh ngươi. Từ đó, ác mộng của ta và mẹ bắt đầu. Cha không hề đến thăm mẹ ta. Vào năm ta 6 tuổi, mẹ ta uất ức mà chết. Còn ngươi đã trở thành trung tâm của cả hầu phủ. Tất cả đều xoay quanh ngươi. Dù ta cố gắng thế nào, cha cũng không quan tâm. Vì trong lòng ông ấy, ngươi mới là người thừa kế tước vị. Lý Thư Bạch, chức thế tử vốn thuộc về ta. Quá ra huynh bày ra tất cả âm mưu chỉ là vì tước vị thế tử.
Đông Ly, đại công tử, không sai, chính là ta. Đại công tử, cả ta nữa. Chỉ dựa vào hai người à? Đại ca, cả ta nữa. Là bốn chúng ta. Thế tử Phi, đây là đồ bổ mà hầu gia bảo ta chuẩn bị cho người. Chúng ta không thể phụ tấm lòng của cha ta. Thế tử, cho ta xem bả thuốc được không? Hồng Ngọc, đi lấy bả thuốc lại đây. Vâng. Quá ra ngươi đã sớm biết trong bát có độc. Ngươi cố ý mắc bẫy là để dụ ta ra mặt. Quyền Hiêu, xem ra ta đã xem thường ngươi rồi. Quả nhiên là huynh thực thẩm. Tinh Nguyệt Lâu đã bị tiêu diệt rồi, nhưng Tinh Kỷ và thực thẩm mãi không xuất hiện. Ta vẫn luôn nghi ngờ phía sau Tinh Nguyệt Lâu chắc chắn có kẻ đồng mưu nữa. Cho đến khi Tinh Kỷ đóng giả Hồng Ngọc xuất hiện, ta mới tin chắc huynh có vấn đề. Qua hôm nay là thời cơ tốt nhất để ra tay. Đừng để lộ sơ hở. Tốc chiến tốc thắng. Vâng. Huynh sợ bị lộ nên đâm chết Tinh Kỷ, không để lại nhân chứng. Huynh muốn giết ta nhưng phát hiện không dễ dàng, nên lợi dụng tình thủ túc dụ ta vào bẫy. Đại công tử bị hành thích rồi. Điều ta nói đúng chứ? Ngươi vẫn luôn dưới sự giám sát của ta, làm sao phá hoại kế hoạch của ta được? Muốn phá hoại kế hoạch của huynh đúng là không dễ. Nhưng huynh đã để lộ sơ hở. Ngày Ngọc Tiêu trúng độc, huynh không có ở phủ. Lúc trở về thì bắt gặp cảnh Hồng Ngọc đi ám sát Ngọc Tiêu. Nhưng huynh làm sao biết được Ngọc Tiêu đổ bệnh? Chỉ có cách giải thích, huynh chính là kẻ đặt bẫy. Huynh muốn kế thừa tước vị, nhưng chỉ dựa vào sức mình thì không đủ. Thế là huynh mượn tay thái tử. Chuyện này không liên quan đến thái tử. Ca ca, trà tước thì có ngon không? Lý Thư Phạm, không ngờ ngươi lại vì tham vọng riêng mà không từ thủ đoạn.
Thư bạch, Thành Dương bại khấu, ta không xin ngươi tha thứ. Giết ta đi. Đại ca, ngươi đừng ép ta. Đại ca, hôm nay ta mà đuổi kịp huynh thì bài tập của thái phó huynh làm giúp ta nhé. Được, hôm nay để đuổi kịp ta thì bài tập sau này cứ để đại ca làm cho. Quyết định vậy nha. Đuổi theo ta đi. Đại ca, đợi ta với. Đi nào. Bắt được huynh rồi. Ta không phục, không phục. Phục không hả? Sau này huynh sẽ luôn bên cạnh ta chứ. Đương nhiên, sau này ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ đệ. Thư bạch, ngươi tưởng chỉ có ngươi có công phu mình đồng xương sắt sao? 10 năm đó, bả thuốc ngươi dùng đều được ta tận dụng. Chẳng trách trên người họ có mùi thuốc giống nhau. Bác Thu, Thế Tử Phi, Thế Tử Phi. Dân Anh, còn gọi ta là mẹ, có tin ta giết chàng không? Mẹ ơi, mẹ ơi, nàng tên Giang Ngọc Tiêu à? Tên hay thật. Chàng nói ai là kẻ xấu xí? Phù thê giao bái. Dân Anh, Lý Thư Bạch, hôm nay các người đều phải chết. Sao có thể chứ? Mình đồng xương sắt thật sự ta còn có thể phá, huống chi là kẻ giả mạo như ngươi. Đây là kiếm gì? Hồng Ngư kiếm, tiếng kêu gian dội, chém chết bất bình.
Không ngờ mình động xương sắc, thật sự có thể di dời. Hồng Ngư ra trận phá thiên quân, ngân long càn quét dẹp sạch giặc. Chém hết bất bình trong thiên hạ. Một lòng nhiệt huyết báo ơn nước nhà. Bọn ta quyết định lập lại Tinh Nguyệt Lâu. Mục đích ban đầu của Tinh Nguyệt Lâu vốn là trừ gian diệt ác, chỉ là rơi vào tay kẻ gian nên mới gây họa. Ta của quá khứ từng một lòng muốn báo thù, nhưng giờ ta muốn cùng mọi người cùng quét sạch bất bình trong thiên hạ. Không vì lợi ích riêng, chỉ để báo ơn cho người có ơn, kêu oan cho người bị oan. Đúng vậy, không thể để Tinh Nguyệt Lâu trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi, cũng không nên để nó trở thành vũ khí của các đảng phái trong triều. Dân, tuy hiện giờ thời cục hỗn loạn, nhưng ta tin là có ngày thiên hạ sẽ không còn chiến loạn, bách tính được an cư lạc nghiệp, triều đình sạch sẽ, thế gian phồn hoa nở rộ. Hay, 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 hay. Khách quan, mời vào. Sao mà ở đây nhiều người thế? Tiệm này được đấy. 50 lượng rồi nhé. Còn nữa không? 60 lượng, 70 lượng, 70 rồi. Cho qua chút, ta trả 90. 90 lượng, ta trả 100 lượng. Nào 100 lượng. Phu nhân, đây là bách tính như chúng ta chắc chắn không mua nổi. 200 lượng rồi nhé. Này, cái này. Nhiều vậy? Đền này chưa thấy lớn như vậy luôn. Hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt. Ông chủ, ký đây, đừng nói bậy. Đó là thế tử hầu phủ Lý Thư Bạch. Cảm ơn nhé. Người hiểu phu nhân. Chỉ có ta. Sau này chính là điểm tình báo đầu tiên của Tinh Nguyệt Lâu chúng ta. Sau này sẽ có nhiều hơn nữa, nhưng tiền này phải tiêu tiết kiệm hơn. Con phố này có đầy sáng nghiệp của hầu phủ, phu nhân cứ yên tâm. Thế tử, Thế tử Phi, trong cung gửi mật thư đến. Thánh thượng băng hà, Thái tử, Lục hoàng tử lo lắng quá độ, cũng ra đi theo thánh thượng. Tam hoàng tử kế thừa đại nghiệp, bách quan thần phục. Tam hoàng tử cương trực lỗi lạc, khoan dung nhân hậu. Thịnh thế của đại phụng sắp đến rồi.
Phu nhân, đây là phu quân. Báo ân nhà rồi mới báo ân nước. Hết phim luôn rồi, khi nào mới thả ta ra?